Điểm báo. Kính thưa quý vị, việc kiểm soát các phần tử trong danh sách S và tình trạng học sinh kém môn toán là hai vấn đề chính trên trang nhất các báo Pháp hôm nay. Lizico nhấn mạnh đến môn toán, sự thụt lùi đáng ngại của Pháp. La Croix kêu gọi đem lại niềm vui học toán. Le Monde chạy tựa khủng bố ở Paris, những câu hỏi về việc thủ phạm Hồi giáo tái phạm. Le Figaro lý giải những hạn chế về việc giám sát Hồi giáo tại Pháp. Hồ sơ của Liberation dành cho điều tra về sự trở lại của mối đe dọa thánh chiến ở Pháp. Các báo đều phân tích về những khó khăn trong việc theo dõi những kẻ cực đoan Hồi giáo, hạn chế của ngành tâm lý và những kẻ hở trong luật pháp. Vụ khủng bố hôm thứ Bảy là báo động cho an ninh của Thế vận hội Paris tháng 7 năm tới. Người ta cho rằng việc hung thủ chọn địa điểm gần tháp Eiffel để tấn công vào một du khách không thể là chuyện tình cờ. Về tình hình Trung Đông, Le Figaro cho biết xe tăng Israel tiến vào phía nam Gaza. Le Monde mô tả Chazaja bị đè nát dưới những đợt oanh tạc của Israel. Trong khi tại Sderot, thành phố kế cận Gaza, cuộc sống ngưng động sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10. Liberation nhận xét, tại nam Gaza, gọng kềm Israel siết chặt vào thường dân. Hôm thứ Bảy tại Chazaja, một khu phố thuộc thành phố Gaza, quân đội Israel đã san bằng cả một khu nhà để tiêu diệt hai thủ lãnh Hamas. Theo phía Palestine, vụ oanh tạc này làm hàng trăm người bị thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, Israel loan báo trong số hai nhân vật Hamas trừ khử được có Wissam Fakhat, tiểu đoàn trưởng phụ trách khu vực này. Fakhat là người chỉ huy nhóm khủng bố nông trang Nahan-os. Trong một tweet bằng tiếng Ả Rập, phát ngôn viên quân đội Israel đăng ảnh 11 thành viên tiểu đoàn Jazeera, kêu gọi 9 người còn sống nên đầu hàng. Tại phía nam Gaza, sau khi hưu chiến kết thúc, Sahan quyết định lặp lại kế hoạch đã áp dụng ở phía Bắc, tập trung vào mục đích tiêu diệt Hamas, giải cứu 137 con tin còn lại. Tin rằng Bộ Tham mưu Hamas đang ẩn náu tại miền Nam, hôm qua sau khi oanh tạc dữ dội, quân đội Israel tiến chần vào Khan Yunus. Những chiếc xe tăng đầu tiên được trông thấy ở Den Al-Balad, cư dân được lệnh sơ tán. Một bản đồ chia giải Gaza thành 2.400 khu vực được công bố. Máy bay thả truyền đơn với những code QR cho biết những địa điểm liên quan. Phát ngôn viên quân đội tố cáo Hamas dùng dân Palestine làm bia đỡ đạn và nhìn nhận khó thể tiêu diệt Hamas mà không ảnh hưởng đến dân thường. Le Figaro nhận định Israel-Palestine sắp đến giờ của sự thật. Nhà nước Do Thái sẽ phải chọn lựa giữa việc kiểm soát về quân sự 100% lãnh thổ Palestine, được ủy trị hay nhường lại một ít cho việc thành lập nhà nước Palestine phi quân sự. Tác giả bài viết có mặt tại Israel từ 10 ngày qua và nhận thấy có sự đồng thuận về ý tưởng tận diệt Hamas. Xã hội Israel bị chấn thương không chỉ vì 1.250 người Do Thái đã bị sát hại hôm 7 tháng 10, gấp 8 lần so với cả cuộc chiến tranh Liban lần thứ hai mùa hè 2006, mà còn vì những tội ác man rợ của những kẻ khủng bố đối với thường dân ôn hòa. Hồi năm 2006, Ebola tấn công vào lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận của Israel, nhưng mục tiêu là một toán quân nhân tuần tiểu, còn hôm 7 tháng 10 là một vụ diệt chủng. Người Israel giờ đây nghĩ rằng nếu chỉ thua một trong số 6 cuộc chiến tranh do các láng giềng Ả Rập và Hồi giáo khởi động trong 3/4 thế kỷ qua, sẽ không còn một người Do Thái nào sống sót trên vùng đất thánh trong lịch sử thế giới Ả Rập Hồi giáo để yên cho người Do Thái, nhưng chỉ khi họ là công dân hạng hai. Ngay khi tìm cách được tự chủ chính trị, họ liền bị đàn áp. Kể từ năm 1948, nhà nước Do Thái phải sống trong một môi trường Ả Rập Hồi giáo thù địch với chính sự hiện hữu của mình. Trong một cuộc chiến du kích như Hamas, chỉ cần phong trào Hồi giáo này không bị tiêu diệt hoàn toàn thì có thể rêu rao chiến thắng như Ebola đã làm sau cuộc chiến 2006. Chính phủ Israel nay không hề muốn tặng món quà nhỏ nào cho tuyên truyền của Hamas. Nhưng liệu đây có thể là lý do để Israel tạo ra hàng loạt địch thù mới? Việc tiếp tục oanh tạc vào một khu đông dân như phía nam dải Gaza sẽ biến một chiến thắng về chiến thuật thành thất bại chiến lược. Tuy ngăn chặn Gaza trở thành căn cứ tấn công vào Israel, nhưng hàng ngàn người có thân nhân thiệt mạng hôm nay sẽ trở thành những kẻ thù quyết liệt nhất của người Do Thái ngày mai. Điều quan trọng là chuẩn bị cho thời hậu chiến, liệu có nên sống trong lo âu thường xuyên hay giao lại 22% lãnh thổ ủy trị để được yên ổn. Với Israel, giờ của sự thật đang đến gần. Israel đã bất cẩn khi đơn phương rút quân khỏi dải Gaza năm 2005, nhờ đó Hamas đã thống trị bằng vũ lực. Lẽ ra nên chuyển giao dần cho cơ quan quyền lực Palestine, giúp đỡ xây dựng một mô hình phát triển đặc thù. Theo Le Figaro, cần tái lập thương lượng Olmert Abbas hồi mùa hè 2008, lãnh tụ Palestine Mahmoud Abbas đã sai lầm khi không chấp nhận đề nghị hào phóng của Thủ tướng Israel Ehud Olmert lúc ấy, đó là một nhà nước Palestine chiếm 94% lãnh thổ Xích Jordani, số 6% còn lại lấy từ vùng Negev của Israel, hành lang nối Gaza với Xích Jordani. Các cường quốc khu vực nên thuyết phục người Palestine là không thể có việc người tị nạn Ả Rập hồi năm 1948 quay lại Israel vì quốc gia này muốn là một nhà nước Do Thái. Mỹ có thể hỗ trợ giải pháp này về chính trị và các vương quốc dầu lửa tài trợ. Nhưng giờ của sự thật còn từ phía Palestine, nếu họ không nắm lấy bàn tay đang chìa ra và cơ hội để xây dựng nhà nước của mình, nếu cứ khăng khăng đòi quẳng hết người Do Thái xuống biển thì sẽ chẳng còn gì để nói. Họ xứng đáng với một số phận đen tối, theo tờ báo. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Trên chiến trường Ukraine, phóng sự của Le Monde tả lại việc sơ tán thương binh đầy rủi ro. Trong cuộc chiến khốc liệt này, các bác sĩ, y tá, nhân viên cấp cứu phải đối mặt với số lượng quân nhân bị thương tệ hại nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Những chiến sĩ bị thương từ mặt trận Bakhmut được đưa về điểm trung chuyển ở Sassivia, đặt ở tầng hầm một tòa nhà đã bị bom tàn phá, rồi đưa về trạm xá lữ đoàn. Còn những ca phải phẫu thuật thì chuyển sang những bệnh viện trong vùng. Y sĩ trưởng của lữ đoàn đặc biệt Ivan Bohun than phiền, vấn đề chính là làm sao đưa được thương binh ra khỏi tuyến đầu, phải mất từ 6 cho tới 24 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian quá dài này, chiến sĩ bị thương có thể bị mất nhiều máu hay bị nhiễm trùng. Tại điểm trung chuyển dưới lòng đất, một bác sĩ cho biết số thương binh khoảng 60 người một ngày, nhưng đôi khi lên đến 30 người chỉ trong một giờ. Dù các bác sĩ quân y Ukraine nổi tiếng tài giỏi, nhưng thời gian chuyển từ mặt trận về quá chậm do bom đạn dữ dội và thiếu thông tin, nên nhiều chiến binh đã chết trong chiến hào. Các sĩ quan và binh sĩ cũng than phiền. Một số vật tư y tế như túi thuốc cấp cứu có chất lượng tệ hại, nhiều băng cầm máu do Trung Quốc sản xuất không sử dụng được, nhiều chiến sĩ phải tự bỏ tiền túi ra mua hay được các tổ chức tình nguyện hỗ trợ. Tổng thống Zelensky hôm 19 tháng 11 đã thay thế người đứng đầu cơ quan y tế của quân đội và tân Bộ trưởng Quốc phòng hứa sẽ có thay đổi. Tại châu Á, Le Monde nói về Hồng Kông, phiên tòa của 47 nhà đối lập đã kết thúc. Các nhà đấu tranh dân chủ đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập năm 2020, bị kết tội âm mưu lật đổ. Bản án chính thức sẽ được tuyên trong 3-4 tháng nữa. Trước vành móng ngựa, những ngày gần đây chỉ còn lại 16 bị cáo không chịu nhận tội danh, có hình phạt đến chung thân. Có thể nhận ra dân biểu Lâm Trắc Đình, dân biểu Lương Quốc Hùng, nhà báo Hà Quế Lam, v.v. 3/4 số bị cáo đã bị tạm giam kể từ tháng 2 năm 2021. Bên cạnh những khuôn mặt nổi tiếng là những công dân bình thường đã ra ứng cử. Một luật sư nói, những người không nhận tội đều biết rằng khó có cơ hội được trắng án. Còn những người nhận tội không phải vì họ thực sự âm mưu lật đổ mà đơn giản vì không hề tin tưởng vào tư pháp Hồng Kông, chỉ muốn được giảm án mà thôi. Những nhà đấu tranh có nguy cơ lãnh bản án nặng nhất là Hoàng Chi Phong, Trương Biểu Mau Mạnh Tĩnh, giáo sư Đới Triệu Đình. Được biết, cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 7 năm 2020 diễn ra công khai minh bạch với 600.000 cử tri bỏ phiếu trong trật tự, nhưng Bắc Kinh hết sức lo sợ là những ứng cử viên của mình sẽ thua trong cuộc đua vào Nghị viện Hồng Kông nên đã ra tay đàn áp. Le Monde cho biết, phía trước tòa án chỉ còn lại Mami Wong, người phụ nữ nhỏ bé can đảm phất lá cờ Anh hô to trả tự do cho tất cả 47 người. Sau khi bắt giữ bà trong ngày đầu tiên, rốt cuộc, cảnh sát cô lập bà Wong bằng dải băng màu cam y như hiện trường tội phạm.